bắt đầu nổi gió đấy, lạnh đấy. Con hàng gì mày đã tía đâu vào? Mấy con rắn cua đỏ sang vườn bên cậu. Rơi thật. Con rắn cua đỏ mình đuổi mình đập nó đi đâu được, nó cuối cùng với thầy cứ nhảy ra vườn đúng không? Không nhạt ai. Con rắn đấy nếu mà bị cắn mà bén răng lanh của nó là không không cứu được. Con đấy khoa học đang phân tích, nó đã tìm ra thuốc được của con đấy đâu. Nhưng mà con đấy này răng lanh nó không làm ở đầu rắn mày hiểu không? Mà nó làm ở đằng sau trong hàm ấy. Phải cắn sâu mới bị. Cứ cắn ngoài nó chỉ là răng bé thôi, còn nếu cái răng lanh của nó bên trong sâu cơ. Trong miền Nam bị cắn có tìm được thuốc giải đâu. Lanh của nó lại không nằm ở đầu dạ, đầu mồm mà nó nằm ở bên trong sau hàm, nó cắn sâu mới bị. Tôi đi săn vụ một tôi hay bắt được rắn ở Hải Dương lắm. Ừ. Hải Dương nhiều rắn lắm. Nó rừng nó còn nhiều rừng. Rắn ngang đường nhiều.